Nữ Vương Niu hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, viêm âm đạo do nấm Candida albicans là một trong những bệnh phụ khoa phổ biến xảy ra ở nữ giới. Vậy viêm nấm âm đạo là gì và vì sao bệnh khó trị dứt điểm hay tái phát hoặc dễ chuyển sang bệnh mãn tính, dai dẳng? Nhằm giúp cho các chị em phụ nữ có được sự hiểu biết tốt nhất và cách điều trị hiệu quả nhất, ban biên tập chương trình đã mời tới trường quay vị khách mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Hùng, trưởng khoa sản bệnh viện An Việt, nguyên giảng viên Đại học Y khoa Hà Nội sẽ tư vấn cụ thể hơn cho quý vị và các bạn. Vâng ạ, lời đầu tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình Sống Vui ngày hôm nay. Chào MC và chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ ạ, bệnh viêm âm đạo do nấm Candida albicans khá là phổ biến. Vậy bác sĩ có thể cho biết thêm là những biểu hiện điển hình của bệnh này như thế nào không ạ? Cái bệnh mà viêm âm đạo do nấm ấy thì nó thường nó gây những tình trạng kích thích, cho nên là nó tăng tiết dịch ở âm đạo. Vậy thì cái dịch ấy là gì? Cái dân gian người ta gọi là khí hư. Thì cái khí hư âm đạo do nấm ấy thường là khí hư màu trắng đục và nó cặn như là váng sữa, nó có bám dính vào cái thành âm đạo rất nhiều, thậm chí nó bám cả ra phía ngoài. Đấy là cái dấu hiệu ban đầu. Cái dấu hiệu tiếp theo là nó có cái cảm giác tức là nóng rát mà cái người phụ nữ bị viêm ấy người ta cảm nhận được. Cảm nhận được nóng rát rất khó chịu và cái khí hư nó có mùi hôi. Thế cái dấu hiệu thứ ba là cái dấu hiệu tức là cái vùng bộ phận sinh dục ấy là cái vùng nó nhạy cảm, cho nên nó bị có thể nó sưng nề, nó tấy đỏ lên, nó rất khó chịu. Đấy là cái ba cái dấu hiệu chính ban đầu mà do cái viêm nấm âm đạo thường biểu hiện như vậy. Dạ vâng ạ, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là tại sao viêm nấm âm đạo lại xảy ra khá phổ biến ở phụ nữ và nhất là trong độ tuổi sinh đẻ không? Vâng, đúng rồi. Thứ nhất chúng ta hiểu như này, cái bộ phận sinh dục của phụ nữ nó khá phức tạp do vấn đề cấu trúc này, do chức năng này. Vì cấu trúc là gì? Cấu trúc là nó có nhiều bộ phận và đấy là cái tổ chức đấy thường nó mềm mại và nó ở những cái vị trí nó liên quan tới những cái tạng bài tiết, ví dụ như là tạng bài tiết nước tiểu này, phía trước của cái âm đạo là cái lỗ niệu đạo, tức là cái chỗ bài tiết nước tiểu, còn phía sau là hậu môn. Thì đấy là cái bài tiết, các cái chất bài tiết của cơ thể nó đã rất là bẩn rồi. Thế và cái vùng ấy là cái vùng do mặc quần này, thế rồi là do vấn đề để đi lại rồi hoạt động công việc vân vân, nó dễ ẩm ướt, nó dễ bẩn, nó tóm lại như vậy. Đấy là do cấu trúc của bộ phận sinh dục của phụ nữ. Thế còn ở cái độ tuổi mà dễ viêm nhiễm như bạn nói ấy, là tại sao nó lại dễ bị nhiễm ở cái lứa tuổi mà sinh đẻ, đúng không? Thì đương nhiên ở cái lứa tuổi sinh đẻ của người phụ nữ ấy, thì nó có những cái gì, tức là thứ nhất là nó có kinh nguyệt, đến cái tuổi trưởng thành người phụ nữ nó ra kinh nguyệt thì cũng đấy là một điều kiện, đấy là cái đặc điểm về giải phẫu và sinh lý nhé. Thế còn cái đặc điểm về cuộc sống là gì, tức là đến cái độ tuổi ấy là cái gì, nó có những cái giao tiếp về xã hội, thế này giao tiếp về giới tính, thế người ta có cái quan hệ với giới tính, tức là cũng là cái điều kiện tạo cho viêm nhiễm nhiều. Thế rồi cái chức năng sinh đẻ là cái chức năng mà người ta có thai này, thế trong cái thời gian có thai đấy là gì, có thể có thai ngoài ý muốn thì người ta lại bỏ đi, có nghĩa là có những cái can thiệp sản khoa ở trong cơ thể. Thế rồi cái cuộc đẻ này nó diễn ra như thế nào, thế rồi trong cái quá trình nuôi con vân vân, nó thay đổi rất nhiều cái cơ thể của người phụ nữ. Vì vậy nó có ở những người phụ nữ ở cái độ tuổi sinh đẻ đương nhiên là nó dễ bị viêm nhiễm là như vậy. Dạ vâng. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là việc điều trị nấm âm đạo thì nó có khó khăn hay không, và tại làm sao khi mà các chị em phụ nữ khi mà điều trị một lần hoặc là nhiều lần mãi không dứt được cái bệnh và lại mắc bệnh mãn tính không ạ? Cái điều trị nấm âm đạo không khó, để bây giờ thuốc men nó rất nhiều, nhưng vấn đề là có điều trị theo đúng cái hướng dẫn của bác sĩ hay không, hoặc là bác sĩ có chẩn đoán ra đúng bệnh hay không và có chỉ dẫn đến nơi đến chốn hay không. Thế còn cái vấn đề mà bạn đề cập đến là tại sao nó lại hay dai dẳng và dai dẳng rồi tái phát vân vân. Nên tóm lại như vậy thì nó có mấy cái vấn đề như thế này này để chúng ta trao đổi, và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị khán giả cái hiện tượng thuốc bị kháng thuốc.
thì cũng đưa đến cái tình trạng chuyển cái trạng thái sang mãn tính, tức là cái thuốc ấy không khỏi được. Cái điều thứ hai là cái bản thân cái sức đề kháng hay là cái hệ thống miễn dịch của người phụ nữ ấy bị suy giảm. Còn cái lý do tiếp theo ấy là gì? Là cái cách vệ sinh của chúng ta không đúng. Và cái phòng tiếp theo nữa là có thể phải có những cái chế độ sinh hoạt, mà quan trọng hơn ấy là cái chế độ quan hệ tình dục như thế nào để cho nó tránh được cái lây nhiễm ngược trở lại thì mới tránh được những cái tái phát. Xin cảm ơn những thông tin rất hữu ích vừa rồi của bác sĩ. Nếu có vấn đề gì cần được giải đáp cũng như sự tư vấn từ chuyên gia, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 giờ hành chính hoặc số điện thoại 024-39-959-969 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvan.vn để được các chuyên gia tư vấn về bệnh viêm âm đạo do nấm và các bệnh phụ khoa khác. Chi tiết xin truy cập vào website bacsitưvan.vn. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.